Xin chào các em. Chào mừng các em đến với chương trình luyện thi của trường Quốc văn Sài Gòn. Trong phần này, thầy sẽ giới thiệu cho các em một số cái phương pháp giải bài tập căn bản trong khóa học. Phương pháp đầu tiên thầy sẽ khảo sát cùng các em, đó là phương pháp bảo tồn khối lượng. Trước hết chúng ta sẽ nắm một chút về cơ sở của phương pháp này. Cơ sở của phương pháp bảo tồn khối lượng dựa trên định luật bảo tồn khối lượng. Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm. Ví dụ, thầy có phản ứng A cộng B tạo thành C cộng D. Thì lúc này ta luôn luôn có khối lượng của chất A cộng khối lượng chất B bằng khối lượng chất C cộng khối lượng chất D. Để vận dụng phương pháp này thì các em cần phải xác định cho được cái lượng chất tham gia cũng như lượng chất tạo thành. Ở đây cần chú ý rõ về cái trạng thái của các chất như là chất kết tủa, chất bay hơi, đặc biệt là khối lượng của dung dịch. Cho nên để có cơ sở giải tốt những bài này thì các em cần phải nắm được những cái hệ quả của cái phương pháp bảo tồn khối lượng này. Cái vào cái hệ quả thứ nhất, trong một cái phản ứng hóa học thì ta luôn có tổng khối lượng của chất tham gia sẽ bằng tổng khối lượng của chất sản phẩm. Chẳng hạn, chúng ta xét phản ứng A cộng B tạo thành C cộng D cộng E. Thì lúc này ta sẽ luôn có khối lượng của chất A phản ứng cộng khối lượng chất B phản ứng bằng khối lượng chất C cộng khối lượng chất D cộng khối lượng chất E. Điều này có nghĩa là gì? Trong một cái hệ phản ứng, nếu chúng ta biết được khối lượng của N trừ một chất thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được khối lượng của chất còn lại. Ví dụ, đốt cháy hoàn toàn M gam hợp chất hữu cơ A, chúng ta cần 6,4 gam oxy, thu được 8,8 gam CO2 và 3,6 gam nước. Hỏi tính M bằng bao nhiêu? Để giải bài này, đầu tiên các em thiết lập cái sơ đồ phản ứng. Ta có chất A khi đốt cháy bởi oxy thu được CO2 và nước. Theo hệ quả này chúng ta có được cái gì đây? Khối lượng của chất A cộng cho khối lượng oxy sẽ bằng khối lượng CO2 cộng cho khối lượng của nước. Hay nói cách khác, chúng ta suy ra khối lượng của chất A sẽ bằng khối lượng CO2 cộng khối lượng nước trừ cho khối lượng của oxy. Mà ở đây chúng ta thấy khối lượng chất A là M, cho nên M sẽ bằng khối lượng của CO2 là 8,8 cộng cho khối lượng của nước, khối lượng của nước ở đây là 3,6, trừ đi cho khối lượng của oxy. Các em thấy khối lượng oxy là bằng 6,4. Cho nên chúng ta sẽ tính được kết quả M sẽ bằng là 6 gam. Rồi chúng ta chuyển sang cái hệ quả thứ hai. Trong một cái hệ phản ứng hóa học thì chúng ta luôn có tổng khối lượng của chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng của chất sau phản ứng. Trong cái hệ quả thứ hai này, các em chú ý là nó mở rộng hơn so với cái hệ quả thứ nhất ở chỗ. Chúng ta không cần biết rằng là cái phản ứng này hết hay còn, hiệu suất phản ứng là bao nhiêu. Thậm chí các em còn có thể là áp dụng cho nó trong một cái giai đoạn nào đó thôi, một trạng thái nào đó. Chẳng hạn thầy có phản ứng nhôm cộng sắt ba oxit tạo thành nhôm oxit cộng sắt ở nhiệt độ cao. Phản ứng này còn gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Thầy nhắc sơ qua và giáo khoa phản ứng nhiệt nhôm một tí. Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng dùng nhôm kim loại để khử các
các kim loại yếu hơn trong oxit ở nhiệt độ cao thành kim loại tự do. Thì trong cái phản ứng nhiệt nhôm, dùng nhôm để khử sắt ba oxit này, chúng ta sẽ luôn luôn có khối lượng của nhôm cộng cho khối lượng của sắt ba oxit bằng khối lượng của chất rắn sau phản ứng. Cái chất rắn sau phản ứng này có nhôm oxit và sắt, nhưng cũng có thể là có nhôm hoặc sắt ba oxit còn dư, bởi vì ở đây chúng ta không biết được hiệu suất phản ứng là bao nhiêu. Thì lấy ví dụ như là trộn 5,4 gram nhôm với 6 gram sắt ba oxit rồi đun nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp chất rắn, yêu cầu tính m. Thì dựa vào hệ quả thứ hai này, chúng ta có sơ đồ phản ứng nhôm cộng sắt ba oxit tạo thành hỗn hợp chất rắn. Cho nên ta luôn luôn có khối lượng của hỗn hợp lúc sau chúng ta cần tính sẽ bằng cái khối lượng của hỗn hợp lúc trước. Không cần biết phản ứng này hết hay không. Và khối lượng cái hỗn hợp trước phản ứng nó có là bằng gì? 5,4 cộng cho 6 bằng 11,4 gram. Rồi chúng ta tiếp tục sang cái hệ quả thứ ba. Khi cho các cation kim loại hoặc là ion amoni kết hợp với anion, cation này thường là phi kim, lắp axit hoặc là hydroxit, thì lúc này ta sẽ luôn luôn có khối lượng của sản phẩm sẽ bằng khối lượng của cation cộng cho khối lượng của anion. Cái khối lượng sản phẩm này chúng ta hay gặp nhất là khối lượng của axit, khối lượng của muối hoặc là khối lượng của hydroxit. Ở đây các em thấy vì là eron là có khối lượng không đáng kể, cho nên chúng ta có thể rút ngắn cái biểu thức này một chút, là khối lượng sản phẩm sẽ bằng khối lượng của kim loại cộng cho khối lượng của anion, bởi vì lúc này khối lượng của cation sẽ bằng khối lượng của kim loại. Thầy lấy ví dụ hòa tan 6,2 gram hỗn hợp hai kim loại kiềm vào dung dịch axit chloride dư, thu được 2,24 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỏi cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gram chất rắn? Rồi, để giải bài này, các em thấy chúng ta có phương trình phản ứng. Gọi hai kim loại kiềm là M cộng với HCl thì chúng ta thu được cái muối là MCl cộng cho khí hydro thoát ra. Thật ra để giải bài này theo phương pháp cổ điển thì các em phải viết hai phương trình phản ứng ra. Các em dựa vào tổng số mol của khí hydro thoát ra. Thứ hai, các em dựa vào tổng khối lượng của hai kim loại kiềm, các em lập hệ phương trình và các em giải. Nhưng cái việc làm này là tương đối mất thời gian. Ở đây đơn giản hơn khi các em gọi chung hai kim loại kiềm là M. Khi cho tác dụng với axit chloride, chúng ta thu được muối MCl, muối clorua cộng cho khí hydro. Ở đây chúng ta cần tính là tính khối lượng của cái muối MCl bằng bao nhiêu. Mà theo hệ quả thứ ba này thì các em thấy khối lượng của cái muối clorua này sẽ bằng khối lượng của kim loại M cộng cho khối lượng của ion clo trừ. Khối lượng của kim loại M thì chúng ta có trong đề cho là 6,2 gram. Như vậy các em nhiệm vụ là đi tính cái còn lại là tính khối lượng của clo trừ bằng bao nhiêu là được. Mà để tính được khối lượng clo trừ thì các em phải làm sao tính được cái số mol của nó. Mà theo phương trình phản ứng này, các em thấy số mol của clo trừ là bằng 2 lần số mol của hydro. Ở đây thầy mở rộng thêm, không chỉ vì kim loại kiềm tác dụng với axit chloride mà số mol của clo trừ trong muối bằng 2 lần số mol của hydro.
mà tất cả những kim loại nào tác dụng được với axit chlorhydrid giải phóng hydro thì ta luôn luôn có số mol clo trừ sẽ bằng 2 lần số mol của khí hydro. Các em có thể là kiểm chứng thêm cái vấn đề này. Như vậy ở đây ta có số mol clo trừ bằng 2 lần số mol của khí hydro. Và số mol của khí hydro các em dễ dàng tính được sẽ bằng 2 nhân 0.1 bằng 0.2 mol. Ta được số mol clo trừ bằng 0.2 mol. Các em thế vào cái biểu thức dưới này thì chúng ta sẽ có khối lượng kim loại để cho là 6.2 cộng khối lượng của clo trừ sẽ bằng số mol của nó nhân cho 35.5 và chúng ta được kết quả là 13.3 gram. Các em tiếp đến là qua sang cái hệ quả thứ tư. Đây là cái bài toán khử hỗn hợp oxit bởi các chất khí hydro và CO. Cái loại bài toán này thì rất là phổ biến và các em hay gặp nhiều trong các cái đề thi tuyển sinh thời gian gần đây. Giả sử ta có sơ đồ phản ứng khi cho các oxit tác dụng với CO hydro ở nhiệt độ cao thì sản phẩm ta thu được thứ nhất là cái hỗn hợp chất rắn, thứ hai là sẽ có các cái chất khí thoát ra, thường thường là hỗn hợp các chất khí có thể là CO với CO2 hoặc là hydro và nước. Về bản chất của cái quá trình này các em thấy thực ra đây là quá trình nếu là khử bằng CO thì ta có CO sẽ lấy oxy nguyên tử để tạo thành CO2. Nếu khử bằng hydro thì hydro sẽ lấy oxy nguyên tử trong oxit để tạo thành nước. Từ hai quá trình này thì các em sẽ dễ dàng suy ra được ta có số mol của oxy nguyên tử sẽ bằng với số mol của CO2 và cũng sẽ bằng với số mol của nước. Và từ điều này chúng ta sẽ suy ra được khối lượng của chất rắn chúng ta cần tính sẽ bằng khối lượng của cái oxit ban đầu trừ cho khối lượng của oxy nguyên tử. Các em nhớ cái biểu thức này nhé. Thầy lấy ví dụ như khử M gam hỗn hợp A gồm có các oxit kim loại đồng oxit, sắt 2 oxit, sắt từ oxit và sắt 3 oxit bằng khí CO ở nhiệt độ cao thì chúng ta người ta thu được là 40 gram hỗn hợp chất rắn ít và 13.2 gram khí CO2. Yêu cầu tính M bằng bao nhiêu? Thì để giải bài này đầu tiên các em lập cái sơ đồ phản ứng. Ta có cái hỗn hợp A này khi tác dụng với CO sẽ tạo ra cái chất rắn cộng với CO2. Cái chất rắn này có thể là hỗn hợp của rất nhiều chất, có thể là các cái kim loại trong các oxit này tạo ra. Bên cạnh đó còn có thể là có các cái oxit này còn dư. Nhưng mà các em không quan tâm cái điều này. Dựa vào hệ quả này, chúng ta cần tính là cần tính cái khối lượng của hỗn hợp ban đầu bằng bao nhiêu. Mà ta có khối lượng của hỗn hợp ban đầu của chúng ta là khối lượng oxit sẽ bằng khối lượng của chất rắn cộng cho khối lượng oxy. Khối lượng chất rắn là người ta cho rồi là 40 gram trong cái đề. Các em chỉ cần tính cái khối lượng oxy nguyên tử nữa bằng bao nhiêu. Mà để tính cái khối lượng oxy nguyên tử thì các em thấy theo cái hệ quả của chúng ta, ta có cái số mol của oxy nguyên tử luôn luôn bằng số mol của CO2. Và sẽ bằng là 0.3 mol. Như vậy các em chỉ thế vào cái biểu thức này thì ta sẽ có khối lượng của oxit sẽ bằng khối lượng chất rắn là 40 cộng cho khối lượng oxy nguyên tử bằng số mol nó nhân 16 và ta được kết quả là 44.8 gam. Đây là một số cái hệ quả của cái phương pháp bảo toàn khối lượng. Hy vọng rằng các em sẽ vận dụng tốt để mà làm các cái dạng bài tập cho cái phương pháp này. Chúng ta sang phần thứ hai là đánh giá một về cái phương pháp bảo toàn khối lượng.
Cái phương pháp bảo tồn khối lượng này cho phép chúng ta giải nhanh được nhiều cái bài toán khi biết được mối quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau phản ứng. Thứ hai, đặc biệt là khi chưa biết rõ cái phản ứng xảy ra là hoàn toàn hay không, thì việc sử dụng phương pháp này càng giúp đơn giản hóa bài toán hơn rất là nhiều. Thứ ba, phương pháp bảo tồn khối lượng thường được dùng trong các bài toán hỗn hợp nhiều chất. Như vậy, khi mà gặp những cái bài toán nào mà họ cho thường là cho một hỗn hợp các chất, yêu cầu tính một cái hỗn hợp các chất sản phẩm hay là hỗn hợp các chất ban đầu, thì các em nên nghĩ ngay đến cái phương pháp bảo tồn khối lượng. Sang phần thứ ba là các cái bước giải cho loại bài toán này. Bước thứ nhất là các em phải lọc được cái sơ đồ biến đổi các chất trước và sau trong quá trình phản ứng. Sau đó, từ giả thiết của bài toán, các em phải tìm cho được tổng khối lượng của các chất trước phản ứng và tổng khối lượng của các chất sau phản ứng. Ở đây các em cũng không cần quá chú tâm đến cái phản ứng này là có xảy ra hoàn toàn hay không và hiệu suất phản ứng là bao nhiêu. Và cuối cùng là các em vận dụng định luật bảo toàn khối lượng để lọc các cái phương trình toán học, sau đó giải các cái phương trình toán học này, có thể là phương trình hoặc là hệ phương trình tùy thuộc vào từng cái bài toán. Các em chuyển sang phần thứ tư là những cái bài tập minh họa. Bài số 1, cho 22,4 gram hỗn hợp gồm có hai cái muối carbonat của kim loại kiềm là natri carbonat và kali carbonat, tác dụng vừa đủ với dung dịch bari clorua. Sau phản ứng chúng ta thu được 39,4 gram kết tủa. Lọc tách kết tủa khô cạn dung dịch thu được m gram muối clorua. Hỏi m bằng bao nhiêu? Có các phương án A là 2,66 gram. Đáp án B là 26,6. Phương án C là 22,6. Phương án D là 6,26. Bây giờ các em sẽ nhận xét về cái đề này một tí. Nếu giải bài tập này theo cái phương pháp cổ điển thì các em thấy để giải nó các em phải viết hai cái phương trình phản ứng ra. Sau đó các em dựa vào tổng khối lượng của gộp ban đầu, dựa vào tổng khối lượng của cái chất kết tủa mà các em lập hệ phương trình và giải. Cụ thể ta có hai phương trình phản ứng. Phản ứng 1 và 2. Các em gọi x là số mol của bari clorua tham gia phản ứng 1. Hoặc là gọi x là số mol của natri carbonat phản ứng 1 cũng được. Y là số mol của kali carbonat ở phản ứng 2. Lúc này các em sẽ lập hệ phương trình và giải tìm x y. Sau đó sẽ tính ra khối lượng của từng cái muối natri clorua và kali clorua và cộng lại các em sẽ có được cái khối lượng của hỗn hợp. Các em về nhà tự làm cái bài này theo cái phương pháp cổ điển đó nha. Còn ở đây thì hướng dẫn các em theo cái phương pháp bảo tồn khối lượng tương đối là đơn giản hơn. Chúng ta cần tính là cần tính khối lượng của natri clorua và kali clorua, tức là khối lượng của hỗn hợp sản phẩm tạo thành. Mà ta có khối lượng của cái này chúng ta cần tính thì theo định luật bảo toàn khối lượng ta có khối lượng của bari clorua cộng cho khối lượng của hỗn hợp của hai muối carbonat ban đầu sẽ bằng khối lượng kết tủa, ở đây là bari carbonat, cộng cho m là khối lượng của hỗn hợp hai muối trong dung dịch. Ở đây khối lượng hỗn hợp có, khối lượng của kết tủa có, chúng ta còn thiếu là khối lượng của bari clorua nữa. Bây giờ để giải quyết cái
Bài toán này các em chỉ cần tính được khối lượng của bari clorua là xong. Ta có khối lượng của bari clorua để tính nó, thì các em phải tính được số mol của bari clorua. Mà theo hai cái phương trình phản ứng này thì các em thấy số mol của bari clorua thì bằng với số mol của cái kết tủa, đó là bari carbonate. Và số mol của kết tủa các em dễ dàng tính được là bằng 0,2 mol. Rồi có được số mol của bari clorua thì các em thế vào cái biểu thức lúc này. M sẽ bằng khối lượng của bari cộng khối lượng của hỗn hợp trừ cho khối lượng của kết tủa bari carbonate. Thế số vào. Khối lượng của bari clorua sẽ bằng là 22,4 là khối lượng của hỗn hợp hai chất nè, cộng cho khối lượng bari clorua bằng 0,2 nhân cho 208 trừ cho khối lượng của kết tủa là 39,4 và các em được kết quả là 26,6. Như vậy chúng ta sẽ chọn phương án đây là phương án B, 26,6. Chúng ta chuyển sang cái bài số 2. Đây là một cái bài tập trong đề thi tuyển sinh đại học năm 2007. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gram hỗn hợp gồm có 3 cái oxit là sắt 3 oxit, magie oxit và kẽm oxit. Trong 500 ml dung dịch axit sulfuric 0,1 m thì sau phản ứng hỗn hợp muối sung phát khan thu được sau khi cô cạn có khối lượng là bao nhiêu? Người ta cho các phương án A là 6,81 gram, B 4,81 gram, C 3,81 gram, D 5,81 gram. Rồi bây giờ để giải cái bài này, đầu tiên các em sẽ có các cái phương trình phản ứng. Thứ nhất là sắt 3 tác dụng axit sulfuric tạo thành muối sắt 3 và nước. Thứ hai, magie oxit tác dụng axit sulfuric tạo thành magie sulfat và nước. Phản ứng thứ ba, kẽm oxit tác dụng axit sulfuric tạo thành kẽm sulfat và nước. Tương tự như cái bài hồi nãy, bài này mà nếu mà giải theo phương pháp cổ điển thì các em cũng là đặt ẩn và lập hệ phương trình. Ở đây chúng ta thấy là gì? Chúng ta cần tính là cần tính khối lượng của hỗn hợp ba cái muối này, tính một khối lượng hỗn hợp các chất mà họ cho ban đầu là khối lượng của hỗn hợp rồi. Cho nên các em nghĩ ngay đến việc là chúng ta sử dụng định luật bảo toàn khối lượng. Ta có khối lượng hỗn hợp của ba muối chúng ta. Theo cái phương pháp bảo toàn khối lượng này nó sẽ bằng như đây, khối lượng của oxit cộng cho khối lượng của axit trừ đi khối lượng của nước. Mà trong bài này các em thấy khối lượng của cái oxit ban đầu thì họ cho rồi là 2,81 gram. Rồi khối lượng axit thì các em cũng sẽ dễ dàng tính được, bởi vì ở đây chúng ta sẽ có 500 ml dung dịch axit 0,1 m. Thì từ đây các em suy ra được số mol của nó và tính được khối lượng của axit. Còn lại là cái khối lượng của nước, cái đề chưa cho. Mà để tính khối lượng của nước thì dựa vào các phương trình này, các em thấy rằng gì? Ta có số mol của nước luôn luôn bằng số mol của axit sulfuric. Thì mở rộng ra một tí, không phải riêng gì các oxit này mà hầu hết các oxit nào tác dụng với axit sulfuric loãng tạo thành muối và nước thì ta luôn luôn có số mol của nước sẽ bằng với số mol của axit sulfuric. Các em tự kiểm chứng phần này nhé. Cho nên từ cái vấn đề này chúng ta sẽ tính được số mol của nước sẽ bằng số mol axit sulfuric bằng 0,05 mol. Có được số mol của nước rồi, số mol axit cũng có, các em thế vào cái biểu thức này. Khối lượng của muối sẽ bằng khối lượng oxit là 2,81 cộng có khối lượng axit bằng số mol của nó là 0,05 nhân cho khối lượng phân tử là 98 trừ cho khối lượng của nước
là bằng 0,05 nhân cho 18. Kết quả chúng ta sẽ ra là 6,81 gram. Và chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là A. Chúng ta sang bài số 3. Hòa tan hoàn toàn 10,14 gram hỗn hợp, cái hợp kim gồm có 3 kim loại là đồng, magie và nhôm với một lượng vừa đủ dung dịch axit chlorhydride, thu được 7,84 lít khí A ở điều kiện tiêu chuẩn, 1,54 gram chất rắn B và dung dịch C. Hỏi cô cạn dung dịch C thu được M gam muối, hỏi M có giá trị là bao nhiêu. Ở đây người ta cho các phương án A là 33,45 gam, B 33,25 gam, C 32,99 gam và D là 35,58 gam. Để giải bài này thì các em cũng đầu tiên là thiết lập cái sơ đồ các phương trình phản ứng. Cho hỗn hợp ba cái kim loại này tác dụng với axit chlorhydride thì đó phương phản ứng thứ nhất là magie tác dụng với axit chlorhydride tạo thành magie chloruro và giải phóng khí hydro. Thứ hai là nhôm tác dụng axit chlorhydride tạo thành nhôm chloruro, giải phóng khí hydro. Cái kim loại còn lại là đồng. Các em biết là đồng là đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học, cho nên đồng sẽ không tác dụng được với axit chlorhydride. Vì vậy phản ứng này không xảy ra. Mà vì đồng không tác dụng được với axit chlorhydride, cho nên dựa vào cái đề bài này, các em thấy cái chất rắn chúng ta thu được chắc chắn là đồng, cho nên khối lượng của đồng sẽ bằng 1,54 gram. Vì đồng không phản ứng cho nên là chỉ có hai cái kim loại phản ứng được với axit chlorhydride, đó là magie và nhôm.